chương trình. Chúng con nghỉ ngơi nhá, tươi tỉnh nhá. Lúc chút nữa nhớ hát thì là tươi là lớn lên nha. Nhớ không? Nhớ không? À, chúng con cảm ơn thì chúng con nghỉ ngơi chút nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.